Rồi, việc test cái cầu khủng cho quý vị và các bạn nha. Rồi à, xong sẽ là quay chi tiết và báo giá luôn. Giá mềm xèo cho quý vị và các bạn chơi. Rồi, à, tăng volume này. Tụ 1.5 nha, Việt đang xài con tụ 1.5. Tụ thì quý vị có thể cản bên cộng hoặc bên trừ cũng được, nhưng mà quy tắc là cản bên cộng. Rồi, hát tốt nha quý vị. Rồi mời quý vị xem chi tiết và xem giá. Chào quý vị và các bạn thân mến nha. À, trước mắt quý vị và các bạn là một cặp chép kèo. Thì quý vị nào thích độ chế thì mua về độ chế nha, để việc đo kích thước. Thì sau đó thì việc sẽ báo giá cho quý vị và các bạn luôn. Cái chiều ngang của em này là 38, chiều ngang 38. Chiều cao là 14,5. Rồi cái chiều sâu vô là tính tới cụ từ luôn là gần 21 quý vị và các bạn. Đó. Thì cái còi này á, nó không phải bằng gan mà ta làm bằng cái chất gì á. Cái này lộ nhựa gì đó quý vị, rất là dày nha. Quý vị nhìn thấy nè, rất là dày. Đó. Thì bên đây á, việc để nguyên vậy nè, không có tháo ra. Thì ở dưới cái đít lo này nè, chắc có lẽ là do người ta để ở dưới nền gạch hay là ở dưới đất gì đó quý vị. Ở bên kia người ta tháo ra, người ta để đó. Thì cho nên là nó bị đóng ten, bị oxy quá rồi nè. Cái này thì giờ nó chả có ảnh hưởng gì đâu. Do người ta để như thế á, cho nên cái tem của nó cũng bay luôn rồi quý vị. Thường thì đây thì những cái củ lò Mỹ nó hay có cái đồng tiền ở trên giữa nè. Cái chữ gì nè, gen gì nè. Đó, giờ nó mất tem hết rồi quý vị. Mà mình còn thấy được cái chữ như thế, cái tem nè. Cái chữ ZES nè. Rồi gì công suất đầu vào thì 50W. Maximum thì 250W, trở kháng là 8 ohm. Đó. Thì bên đây Việt cũng tháo ra một cái để quý vị và các bạn xem ở bên trong nè. Bên trong. Đó, zin nha quý vị, không có mà sửa chữa gì đâu nha. Mũi màu đỏ nha. Ừ. Bên trong còn rất là đẹp, mà bên ngoài chắc là do bị oxy quá. Cụ từ rất là nặng, để việc đo cụ từ này coi. Ngang nó, cái cụ từ nó bà lớn. Cụ từ là gần 13 đó quý vị, cái cụ từ gần 13. Cái con này, cái này làm bằng gì ta? Nhôm bằng sắt gì đó quý vị. Ở đây nè, ở đây là nó có làm như cái họng cầu gì đó. Đó, để đè cái con xuống đó thì người ta thiết kế thêm như cái họng cầu này quý vị. Đó. Rồi cái này bằng nhôm bằng sắt gì đó. Chứ không phải bằng mũ nha. Giờ chắc có lẽ là để phốt đại cho cái tiếng chép cho nó ra cho nó hay hơn đó. Zin hết, hát tốt, độ chế làm gì đó làm nha. Có thể là hát hò, karaoke hay là nghe nhạc gì đó. Thì tình trạng là lo zin. Chỉ có cái đít cũ lo nè. Nó bị như vậy thôi. Đó. Thì việc bán giá hợp lý cho quý vị. Chứ nếu mà nó còn 7 màu thì chắc giá cũng hơi căng.